Xin chào tất cả bạn ở trên kênh của anh Củ Cải nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều bạn đã đề nghị mình, đó là phục chế con Rubik Ninja Gold này. Như các bạn cũng đã biết, phục chế thì sẽ áp dụng cho những cái trường hợp ví dụ như là các bạn vừa mới tập chơi Rubik và các bạn không biết cách giải, các bạn sáo lên mà các bạn không biết cách giải thì các bạn có thể tháo rã nó ra và phục chế nó lại từ đầu. Hoặc có thể áp dụng cho những cái trường hợp khác giống như là con Rubik của các bạn bị pop này, các bạn làm rơi, vỡ này, thì tất cả những cái trường hợp đó chúng ta đều có thể áp dụng phục chế được nha. Nhưng mà mình cũng xin nói luôn nha, cái con Ninja Gold này rất là khó phục chế nha các bạn. So với những cái con Rubik mà mình từng phục chế qua rồi thì cái con này phải nói là siêu khó luôn. Mình sẽ phải soi từng cái cạnh xem là cái cạnh này đúng hay là cái cạnh kia sai, bởi vì nhìn nó rất là giống nhau luôn các bạn. Cho nên nếu bạn nào có ý định phục chế con Rubik Ninja Gold này thì cũng nên suy nghĩ kỹ nha, bởi vì có thể là khi mà các bạn tháo ra rồi các bạn không biết cách ráp lại thì nó cũng như không. Nói đến đấy thôi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn phục chế con Rubik Ninja Gold này nha. Đây là tất cả những cái chi tiết ở bên trong con Rubik Ninja Gold này. Tất nhiên đầu tiên thì mình sẽ phải giới thiệu cho các bạn những cái chi tiết bên trong này để giúp các bạn có thêm một chút kiến thức để có thể phân biệt được những cái chi tiết này. Khi mà các bạn đã nắm rõ được những cái chi tiết bên trong thì có thể là các bạn sẽ ráp lại một cách dễ dàng hơn. Đầu tiên là cái lõi của con Rubik Ninja Gold nha các bạn. Như các bạn cũng đã thấy thì nó cũng giống như là một cái lõi của con Rubik bình thường thôi. Chỉ có điều là mỗi cái phần đỉnh này nó hơi nhấp nhô, hơi khó nhìn thôi. Ở bên trong mỗi cái viên như thế này sẽ chứa một con ốc nha. Đây mình sẽ tháo ra cho các bạn xem này. Ở bên trong hoàn toàn rỗng không nha các bạn. Rồi mình sẽ gắn lại nha. Tiếp theo là một viên tâm giữa, viên này thì sẽ có gắn một con ốc và một cái lò xo nha các bạn. Đây thì mình sẽ gắn nó lại bên này nha. Mình sẽ sử dụng tua vít và gắn hờ nó vào nha các bạn. Mình để cho nó lỏng lỏng một xíu để tí nữa mình có thể gắn những cái con Rubik cuối cùng vào cho nó dễ nha. Đây là cái nắp đậy của nó này. Bên này sẽ là những cái viên cạnh giữa này các bạn. Những cái viên cạnh giữa này thì nó được làm nguyên khối và ở đây thì nó có thêm một cái miếng ghép này các bạn. Mình có thể mở nó ra được này. Đấy, bên trong rỗng không nha các bạn. Đây, mình sẽ đậy nó vào. Viên nào nó cũng có mảnh ghép nha các bạn. Đây này, nó hơi khó nhìn thôi. Nhưng mà các bạn phải nhớ là viên nào cũng có mảnh ghép này. Nếu như các bạn làm rơi ra thì các bạn phải ghép nó vào nha. Tiếp theo là những cái viên góc này các bạn. Những cái viên này cũng được làm nguyên khối luôn nha. Và nó cũng có một cái mảnh ghép này. Nếu mà các bạn làm rơi ra mà chúng ta không gắn vào á, lúc xoay con Rubik thì có thể là nó sẽ bị cấn này, bị kênh này, hơi khó xoay nha các bạn. Đó là tất cả những cái chi tiết ở bên trong con Rubik Ninja Gold này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào phục chế con Rubik này nha. Đầu tiên các bạn cầm cái lõi lên cho mình và mình sẽ bắt đầu làm từ cái phần đáy ở dưới này. Các bạn lựa cho mình một cái viên cạnh bất kỳ nha, viên cạnh giữa nha. Cái bước lựa những cái viên cạnh giữa này sẽ mất rất là nhiều thời gian nha, bởi vì các bạn sẽ phải thử đi thử lại để xem là nó có đúng hay không. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm từ những cái góc nào dễ nhìn trước đi. Đây, cái góc này có một cái đường chẻ giữa này, có thể là cái viên này này các bạn. Mình sẽ gắn thử nó vào nha. Viên này không phải đâu. Các bạn nên nhớ là những cái viên cạnh giữa nha. Mình sẽ tìm ở bên này. Đây, viên này đúng này các bạn. Ok, như vậy là mình được một cạnh này này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm với cái cạnh bên này nha. Thử cho đến khi nào mà các bạn thấy nó khớp thì thôi. Sẽ mất rất là nhiều thời gian để cho các bạn thử tất cả những cái viên này. Cái viên này có vẻ khớp này. Khi mà các bạn đã thấy nó khớp rồi thì đến cái công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ xét những cái mặt này để xem là những cái đường viền của nó đi có đúng chiều hay không nha. Cái phòng của mình cái đèn nó hơi loáng, nó hơi khó nhìn, các bạn thông cảm nha. Đây cái đường xước này, xước dọc này, cái này cũng xước dọc này. Rồi bên này. Bên này là đường xước xuống này, cái này cũng xước xuống này. Đó, như vậy là nó đúng rồi nha các bạn. Có nhiều viên á ghép vào thì nó khớp nhưng mà không phải nha, bởi vì cái đường xước nó khác nhau, cho nên là nếu mà các bạn thấy cái đường xước nó đi không đúng chiều á thì các bạn nên thay cái viên khác vào nha. Rồi như vậy là mình đã được hai viên này này, mình sẽ tiếp tục làm bên này. Viên nào mà các bạn thử qua rồi thì các bạn để sang một bên nha, để tránh khi mà các bạn làm xong rồi các bạn quên các bạn lấy lại.
Đây cái viên này có vẻ đúng này các bạn, hai cái đường xước giống nhau này, chéo chéo này. Như vậy là mình được 3 viên này nha. Các bạn phải nhớ thử cả hai chiều nha. Thử xong bên này chúng ta lại lật ngược tiếp sang bên kia để chúng ta thử. Đây cái này có vẻ khớp này, nhưng mà cái đường xước của nó sai này các bạn. Cái này xước xuống còn cái này xước ngang. Bỏ luôn. À đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã có được 4 viên rồi này. Nó tạo thành một cái chữ thập ở cái mặt đáy nha các bạn. Mình sẽ lấy cái mặt này làm mặt đáy này. Tiếp theo đó chính là mình sẽ làm những cái viên góc nha. Những cái viên góc này thì nó nằm ở một bên đây này. À, bây giờ mình sẽ xếp những cái viên góc này. Viên nào mà các bạn thử rồi thì các bạn nhớ để qua một bên nhá. Viên này có vẻ khớp này các bạn. Các bạn nhớ phải xoay từng cái chiều để kiểm tra nhá. Viên này đúng này các bạn. Như vậy là mình đã được 2 viên góc rồi. Viên góc tiếp theo nè. Viên này đúng nha. Cái này nhìn thấy có vẻ giống nhưng mà cái đường xước của nó sai này. Cho nên là không phải nha. Đây, viên này mới đúng rồi các bạn. Đó, như vậy là mình đã có được 4 viên góc rồi nha. Từ cái bước tiếp theo rất là quan trọng này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ phải khớp tất cả những viên tâm này này về đúng vị trí nha. Cái này thì chúng ta sẽ phải thử thôi, bởi vì không có cách nào khác nha các bạn. Phải thử từng viên một nha. Đây, các bạn nhìn này. Cái viên này nhìn có vẻ đúng này. Nó nằm một bên nha, chứ không phải là nằm theo cái đường chéo như thế này đâu nha. Nằm như thế này là sai này, bởi vì cái con này nó bị lệch tâm mà. Bây giờ mình sẽ phải đưa nó qua một bên như thế này này. Cái viên này có vẻ giống này. Mình sẽ thử đảo vài đường của cái viên này. Đó. Viên này không phải rồi. Có nghĩa là cái viên đối diện nha các bạn. Bởi vì hai cái viên đối diện nó gần giống nhau, nó na ná nhau. Mà cái viên này nó về đây nó không phải thì chắc chắn là cái viên ở bên này rồi. Mình sẽ đưa nó qua. Đây, bây giờ mình sẽ xoay thử cái viên này nha. Đây, các bạn nhìn này. À, khớp chưa, khớp chưa. Đấy, cái này là khớp rồi đó. Đường xước nó cũng giống nhau nữa này. Cái này rất là quan trọng nha. Các bạn phải nhớ cái bước này này. Có cái này nó làm chuẩn rồi thì bây giờ chúng ta chỉ việc chỉnh tất cả 3 cái viên còn lại cho nó về đúng vị trí là được. Đây, chúng ta sẽ xoay lấy cái này nha. Đó, cái này về đúng vị trí luôn này này. Đường xước giống nhau này. Cái này cũng giống này. Cái này thì đây. Ở đâu ta? Đây hình như nó nằm như thế này này các bạn. Đây đúng rồi, đường xước giống nhau này. Như vậy là chúng ta đã chỉnh xong được tất cả 4 cái tâm này này. Nó nằm như thế này là đúng vị trí này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái viên ở giữa vào nha các bạn. Viên giữa thì nó nằm hết bên này này. Bây giờ mình sẽ thử hết tất cả những cái viên bên này nha. Còn viên góc thì mình sẽ bỏ qua một bên. Mình sẽ đưa nó qua đây để cho dễ lấy nha. Bây giờ mình sẽ thử từng viên một. Cái này có vẻ không phải này các bạn. Cái này có vẻ giống này, nhưng mà cũng không phải. Lật ngược nó lại xem sao. Ồ, cái này đúng này các bạn. Cái đường xước nó giống này. Như vậy là mình đã có được một viên đầu tiên rồi. Cái này nó rất là dễ bị bung ra, cho nên là các bạn cầm nắm cẩn thận nha. Đây, nó tuột ra đây này. Tiếp tục với những cái mặt còn lại này. Cái viên này đúng này các bạn, đường xước nó là ngang này.
bên này cũng xước ngang này, hai viên này nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái mặt tiếp theo. Mình được 3 viên rồi này. Yes. Còn viên cuối cùng các bạn này. Wow, khớp luôn rồi. Yeah. Chỉ còn lại cái tầng 3 cuối cùng này. Để làm tầng 3 thì đầu tiên mình cũng sẽ ráp một cái viên cạnh giữa bất kỳ nha các bạn. Có vẻ như là nó nằm ở đây này các bạn, nhưng mà mình vẫn chưa chắc chắn lắm. Mình sẽ thử tiếp nha. À đây này, đây thì có vẻ khớp hơn này. Đây, cái đường xước nó cũng giống nhau nữa này. Khi mà đã có một cái điểm đúng như thế này rồi thì mình sẽ bắt đầu làm theo chiều kim đồng hồ nha. Tiếp theo. Xong con Rubik Ninja Gold này này nha. Rồi bây giờ các bạn có muốn mình chơi thử con Rubik Ninja Gold này không? Nhưng mà mình nghĩ là thôi, bởi vì cái video của mình đến đây là quá dài rồi. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn giải con Rubik Ninja Gold này ở những cái video lần sau nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Và đừng quên like cho cái video này nha. Like.